Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập số 46, đếm số lượng giá trị chẵn trong ma trận số nguyên. Đấy, thì bài này tức là gì? Thì ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn về cái yêu cầu của bài tập này. Ví dụ ở đây mình cho một cái ma trận A gồm có 2 dòng và 3 cột. Thì ở đây mình cho cái giá trị của nó sẽ là 1, 2, 4, 3, 1, 5. Đấy, thì nhìn vào cái mạng này, chúng ta cũng có thể nhận biết được ngay là trong cái mạng này, mạng A này, nó có hai cái giá trị chẵn, đó là 2 này và 4, đúng không ạ? Đấy. Thì nó đương nhiên nó sẽ trả về cái giá trị là 2, đúng không ạ? Nó sẽ trả về là có 2 giá trị chẵn. Đấy. Thì vì sao, làm sao mà nó có thể làm được như vậy? Đấy. Thì để làm được điều đó thì chúng ta cần phải kiểm tra tất cả những cái phần tử của cái mạng ma trận A này, xem nó có phải là số chẵn hay không. Và để biết là nó là số chẵn hay không á, thì chúng ta có cái dấu hiệu là một số chia cho 2 thì đó là số chẵn, đúng không ạ? Đấy, thì đó mình dựa vào cái dấu hiệu đó để giải bài tập này. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào giải cái chi tiết code cho cái bài tập này. Thì đầu tiên, cũng như những cái bài tập liên quan đến ma trận khác, thì mình cũng cần phải có những bước như là khai báo thư viện này, bước nhập ma trận này và bước xuất ma trận, đúng không ạ? Rồi, thì đây mình đã chuẩn bị sẵn, vì đây là những bước cơ bản nên là mình đã chuẩn bị sẵn từ trước, và chúng ta cần phải chú ý đến cái hàm chính, hàm main và cái hàm dùng để tính toán để đếm cái số lượng giá trị chẵn ở trong ma trận. Còn mấy những cái hàm nhập ma trận hay xuất ma trận thì đây là những cái yêu cầu tối thiểu khi chúng ta làm việc với cái ma trận, nên là chúng ta cũng có thể viết trước cũng được. Và trong cái phần này thì mình sẽ nói qua một chút về cái phần nhập ma trận và xuất ma trận, cái phần này thì mình đã nói rõ ở những cái video lần trước rồi, đúng không ạ? Đấy. Rồi, đầu tiên đến cái phần thư viện. Cái phần thư viện này thì mình sẽ khai báo một số thư viện như STDO, Conio, MAT này. Và sau đó sẽ define một cái max có độ lớn là 100. Và tiếp theo thì đến cái hàm nhập ma trận. Thì như các bạn đã biết thì nhập ma trận thì để nhập một ma trận thì chúng ta cần phải biết được cái số dòng, số hàng và số cột của nó, đúng không ạ? Đấy. Thì đầu tiên mình sẽ nhập vào cái số dòng cho cái ma trận đó. Và để nhập được số dòng thì mình sử dụng cái cấu trúc do while. Đấy, do while đây. Đầu tiên mình sẽ nhập vào cái số dòng này. Sau đó sẽ sử dụng cấu lệnh if để kiểm tra cái số dòng nó có hợp lệ hay không này. Đấy, hợp lệ tức là gì? Hợp lệ tức là nó phải nằm trong khoảng từ 1 cho đến 100. Đấy. Và sau đó sẽ là nhập cái số cột. Nhập số cột thì nó cũng làm tương tự y nguyên như cái về nhập số dòng đấy. Đấy. Và ở đây mình cũng nói thêm là nếu như mà cái nhập số cột nó không hợp lệ thì nó sẽ bắt chúng ta nhập lại. Đấy. Nó sẽ in ra cái dòng là số cột không hợp lệ này, và chúng ta sẽ phải nhập lại. Rồi, sau khi các bạn đã nhập được số cột vào số dòng rồi ạ, thì chúng ta sẽ đi vào cái phần là nhập cái giá trị cho các cái phần tử ở trong ma trận, đúng không ạ? Đấy. Và để làm điều đó thì mình sử dụng hai cái vòng lập for. Cái vòng lập for ngoài cùng ở đây á, thì cái giá trị y này nó sẽ chạy từ giá trị 0 cho đến cái giá trị mà số lượng dòng trừ cho 1. Đấy. Vì như các bạn đã biết thì trong C thì để tiết kiệm cái dung lượng trong cái bộ nhớ thì người ta thường đánh cái số thứ tự từ 0 đấy, và chứ không phải là bắt đầu từ 1 đấy. Thế cho nên là cái y này nó sẽ chạy từ 0 cho đến cái dòng trừ 1 đấy. Và trong vòng lập for đầu tiên thì mình sẽ sử dụng tiếp một cái vòng lập for thứ hai, nó sẽ chạy từ z bằng 0 cho đến giá trị cột trừ 1 đấy. Và cái giải thích của cái vòng lập for thứ hai thì nó cũng tương tự như vòng lập for đầu tiên đấy. Và cái vòng lập for
Vòng lập for thứ hai như các bạn đã thấy thì nó sẽ nằm trong vòng vòng lập for đầu tiên đúng không ạ? Đấy. Như vậy có nghĩa là gì? Với một cái giá trị của y đi này, cái biến chạy y này nó sẽ chạy hết tất cả các cái giá trị của g. Đấy. Sau đó mới tăng y lên một đơn vị và tiếp tục chạy hết tất cả các giá trị của g. Đấy, nó cứ làm như thế cho đến khi nào hết tất cả các cái giá trị của y. Đấy. Rồi, trong cái vòng lập for thứ hai này thì mình làm gì? Mình sẽ phải khai báo một cái biến thay thế. Đấy. Và sau đó thì in ra cái dòng lệnh là nhập các cái phần tử cho cái ma trận đó đúng không ạ? Và sau đó scan vào phần trăm D. Và đây ở đây là và thay thế. Và tiếp theo là mình sẽ gán cái giá trị AIG bằng cái giá trị thay thế. Vì sao ở đây mình không đặt là và AIG luôn? Đấy. Thì bởi vì khi các bạn đặt là ở đây là và AIG á, thì đó là một cái tên nó không, tên biến nó không hợp lệ đúng không ạ? Đấy. Vì sao nó lại không hợp lệ? Vì nó chứa các cái giá trị đặc biệt này đúng không ạ? Khi các bạn đặt như vậy thì nó sẽ không hiệu. Đấy. Và chúng ta cần có một cái biến thay thế ở đây để làm cái điều đó đúng không ạ? Và ở đây mình sử dụng cái và thay thế. Đấy. Rồi tiếp theo thì sẽ đến cái hàm mà dùng để xuất cái ma trận ra đúng không? Sau khi chúng ta đã nhập thì chúng ta phải xuất cái ma trận đó ra đúng không? Cái hàm xuất ma trận này thì mình cũng sử dụng một cái vòng lập hai cái vòng lập for giống y nguyên cái phần nhập ma trận, nhưng trong cái khối lệnh ở trong cái vòng for trong cùng thì mình chỉ là in ra thôi đấy chứ không nhấc nữa. Đấy. Đây mình in ra ở đây phần trăm D, tức là khoảng cách giữa hai cái phần tử trên một hàng là sẽ là 5 khoảng trắng. Đây. Rồi sau sẽ là in ra cái giá trị của cái mã trận đó đúng không ạ? Ở đây phải print đây có lệnh print ở đây, tức là gì? Tức là khoảng cách giữa hai cái dòng liên tiếp nhau sẽ là cách nhau ra hai cái hàng. Đấy. Rồi sau khi đã xong cái hàm xuất mạng thì chúng ta sẽ đi vào cái hàm chúng ta đếm đúng không ạ? Hàm này mình sẽ tạo về là kiểu integer. Mình sẽ đặt tên cho nó là đếm số. Ở đây yêu cầu của bài toán là đếm giá trị chẵn đúng không ạ? Đấy, mình sẽ đếm đặt cho nó là đếm số chẵn. Và trong này thì mình cũng cần phải khai báo những cái này. Này. Và những cái biến như là dòng này. Cột. Đấy. Trong cái khối lệnh của cái hàm mà đếm số chẵn này thì đầu tiên mình sẽ phải khai báo một cái biến đếm và khởi tạo giá trị ban đầu cho nó là bằng 0. Biến đếm này mục đích là đếm cái số chẵn này, vì ban đầu mình chưa biết là cái mạng đó có bao nhiêu số chẵn đúng không ạ, nên là mình sẽ gán cho nó giá trị ban đầu bằng 0. Đấy. Và sau đó mình sẽ sử dụng cái vòng lập for này giống y nguyên cái vòng lập for này. Đấy. Ở đây mình sẽ là y này, mình chỉ viết lại y nguyên như cái lúc nãy đó. Trong vòng lập for này thì mình tiếp tục dùng thêm một cái vòng lập for tiếp này, và cái bên chạy là g này bằng 0 này, và g này bé hơn cột này, g cộng cộng này. Đấy. Trong vòng lập for này mình sẽ sử dụng một cái cấu trúc điều khiển là if. Đấy, mình sẽ kiểm tra xem cái phần tử AIG nó có phải là số chẵn hay không. Đấy. Ở đây mình sẽ làm như sau. Nếu như mà AIG này nó chia lấy dư cho 2 mà bằng 0
tức là gì? Tức là khi mà cái một số chia cho 2, chia lấy dư cho 2 mà bằng 0, tức là cái số A chia cho 2 mà dư 0, thì tất nhiên đó là một số chia cho 2 đúng không? À, một số chia cho 2 thì đương nhiên nó sẽ là số chẵn đúng không ạ? Đấy, thì khi đó mình sẽ tăng cái biến đếm lên. Đấy, khi biết cái số A y dư là biến chẵn rồi thì mình sẽ tăng cái biến đếm lên. Cái biến đếm này lúc này sẽ có giá trị là bằng đếm vòng 1 đúng, nên là mình cũng có thể biết được như này, đếm vòng cộng. Đấy. Và kết quả của cái hàm đếm số chẵn này sẽ trả về cái biến đếm. Đấy, như vậy là mình đã viết xong cái hàm dùng để đếm số chẵn đúng không ạ? Và bây giờ mình sẽ đến cái hàm main. Trong hàm main này thì mình cần phải làm gì? Điều đầu tiên thì chúng ta cần phải khai báo cái mã trần A. Sau đó là những cái là dòng này và cột. Tiếp theo sẽ là gọi cái hàm nhập mã trần đúng không? Đây sẽ là A này, dòng và cột đúng không ạ? Tiếp theo sẽ là cái hàm xuất mã trần. Đây cũng là A này, dòng và cột. Đấy, sau khi nhập và xuất xong á thì chúng ta sẽ cùng đến cái hàm in ra kết quả đúng không ạ? Ở đây mình sẽ khai báo một cái biến gọi là biến kết quả. Và kết vào giá trị của cái biến kết quả này sẽ là giá trị trả về của cái hàm đếm chẵn, đếm số chẵn. Đây sẽ là A, dòng và cột. Sau đó sẽ in ra cái câu text đó là có. Đây sẽ là mình sẽ in là số lượng số chẵn có trong mạng là, đây sẽ là phần trăm D đúng không ạ? Vì kết quả trả về là một kiểu nguyên, địa chỉ của nó sẽ là kết quả. Và sau đây sẽ sử dụng câu lệnh get và return. Ok, như vậy là mình đã viết code xong cho cái bài tập này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chạy để cùng kiểm tra. Đấy, như vậy ở đây nó báo lỗi đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại. Chúng ta sẽ vào mục view, chọn error list. Chúng ta chọn error list. Đấy. Cái lỗi đầu tiên là ở cái hàng 77. Đấy. Đây rồi. Nó báo là chúng ta sẽ cần phải kiểm tra lại cái hàng 77. Rồi ở đây, hàng 77. Rồi. Ở cái hàng 77 này thì các bạn có thể thấy thì nó đã thừa một cái dấu móc tròn đấy đúng không ạ? Đấy. Chúng ta sửa lại, xóa đi cái dấu móc tròn này. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chạy lại. Đây là một cái lỗi cơ bản đúng không ạ? Rồi sau khi sửa lỗi thì nó đã chạy rồi đúng không ạ? Và nó không báo lỗi nữa đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ nhập vào số dòng. Ví dụ ở đây mình nhập số dòng là 2, số cột là 3. Các phần tử là 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Thì ở đây thì nó đã in ra cái mạng, cái mã trần là gồm có các phần tử là 1, 2, 3, 5, 6 này. Và nó đã in ra cái số lượng số chẵn có trong mạng là 3 đúng không ạ? Đấy. Thì nó gồm các số là 2, 4, 6 đúng không ạ? Đấy, là 3 số. Như vậy là mình đã giải quyết xong cái bài tập đếm cái số lượng số chẵn có trong cái mã trần các số nguyên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.